đu chị vợ trong nhà vệ sinh. Câu chuyện thế này: vợ mình 27 tuổi, làm ngân hàng. Nhà vợ có 5 anh chị em, đồng vãi. Vợ là con thứ tư. Trên vợ có 2 chị gái, một chị đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan gì đó. Thỉnh thoảng vợ Skype thì thấy mặt thôi chưa gặp bao giờ. Và chị đầu sinh năm 81, làm cô giáo. Vợ chồng mình cách quê vợ tầm 50 km, nên cũng hay về vào cuối tuần. Chị vợ lấy chồng ngay làng, nên anh chị cũng hay tụ tập. Chị khá xinh, cao giáo. Chứ nhiều hôm về thấy chị chồng mông làm việc này việc nọ, cũng thấy thằng em khởi nghĩa. Nhưng do nhà đông người nên cũng không dám nhìn nhiều. Thích tiểu thành đại, mình nhìn chị nhiều hơn. Và đã bị chị bắt gặp vài lần. Hai chị em lúng túng chứ cũng không nói gì. Hôm 30 tháng 4 năm trước, như thường lệ, nhà mình với nhà chị lại về nhà bố mẹ vợ nấu ăn. Hôm đó chị mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng kín đáo, nhưng bó sát nên nhìn khúc nào ra khúc đó. Ông anh rẻ bán đồ điện ở ngoài chợ nên cứ trưa mới về ăn cơm. Nhà ông bà bô có mảnh VAC gần nhà nên ngày nào cũng ra đó cả ngày, đến bữa cơm mới về. Vợ thì dẫn lũ trẻ đi chơi nên thành ra còn mỗi mình với chị ở nhà. Hai chị em loay hoay làm thịt con gà, kiểu ngồi đối diện nhau vặt lông gà, anh em biết đấy, phải dạng chân ra mới thoải mái. Thế là hôm đấy thằng em được dịp no mắt, chị mặc cái quần bó nên cái cục u giữa háng nổi lên lại còn bị chia làm hai múi. Mình nghĩ bụng chắc còn chị múc đẹp lắm đấy. Chị ngồi xổm nhổ lông nên đầu gối ép lại một bên vú lồi lên. Úi trời, trắng múc nguồn ngộn. Thằng em ứ chịu được mấy lần định đưa tay bóp mà không dám. Đến đoạn đổ nước con gà cắt tiết chưa kỹ nên dãy nảy kinh quá, ướt hết hàng chị, ướt hết háng luôn vì chị đang ngồi xổm. Đây mới là đoạn hay. Chị chạy vội vào nhà vệ sinh ngay chỗ làm thịt gà. Nhà vệ sinh ở quê cũng không được chắc chắn lắm. Mình hỏi chị có sao không, chị bảo không sao, hơi nóng chút thôi. Ngó qua khe cửa thấy chị đang cởi quần áo dạng háng gỡ nước lạnh vào lồn, kịch thịch vãi. Thằng em chỉ muốn đập cửa vào thôi. Lồn chị đỏ chót, đúng là múc thật, hai cái mép bành ra như hai cánh bánh rán. Chị cạo lông sạch sẽ nên nhìn kích thích vô cùng. Đang mải nhìn thằng em dẫm phải cái chậu kêu sảng sảng, chị ngước mặt lên, ôi thôi chết nhục. Qua cái kẽ hở nhưng chị cũng biết mình đang nhìn, chị vội khép háng lại, quan bông ra. Thằng em co mẹ nó vòi, thế là ra xử lý con gà. Được lúc thấy chị gọi, ơi, chị nhờ tí. Dạ. Em vào trong buồng lấy hộ chị cái ba lô ra đây cho chị với, chị quên quần áo. Vâng ạ. Mình vào lấy cái ba lô đưa chị. Lúc này khó xử vì chị không có mặc cái gì, quần áo cũ thì bẩn rồi. Mình gọi, chị bảo em mang vào treo lên móc hộ chị. Thì ra chị không có quần áo nên ngồi thu lu một xó quay vào tường. Ôi tấm lưng trần ngọc ngà của chị, ôi bờ mông khêu gợi của chị. Thằng em đứng đờ người một lúc. Chị thấy lâu quá quay lại thì bốn mắt gặp nhau chết đứng. Xong chị đỏ mặt, ừ để đấy chị xin. Mình không tìm được lý do gì ở lại nữa nên đi ra làm nước con gà. Xong chị vào bếp nấu, còn mình loanh quanh ở ngoài giúp chị. Thỉnh thoảng đi ra đi vào, mình cố tình cọ vào mông chị thăm dò. Một hai lần đầu không thấy gì, mình đánh quả liều, đưa tay bóp mông chị xoa xoa. Chị cầm tay mình, đừng làm gì đấy. Mình chém vài câu gì đó chả nhớ, đại loại là chị đẹp lắm. Lúc nãy nhìn em không kìm được. Xong mình đứng lại gần ôm eo chị, hai tay hoạt động loạn xạ. Chị đẩy mình ra, thôi Hưng ơi, còn có Hiền nữa. Hiền là vợ mình. Đến đây mình bắt thóp. Chị cũng muốn nhưng sợ vợ mình biết nên không dám. Mình chém liên hồi, đại loại là trời biết đất biết, em biết chị biết. Một lúc thì chị cũng xuôi. Thôi em, để chị ra chốt cái cửa, ai về còn biết. Xong hai chị em dẫn nhau vào trong buồng. Mình sờ mó một lúc, xong tụt quần chị đến đầu gối, đưa chị vào địt ở tư thế đứng chống tay vào tường. Công nhận hai chị hai con rồi mà còn bót quá, chắc chim anh rẻ bé. Vừa sướng vừa bót vừa kích thích. Mình đo ghi được 5-6 phút thì bắn xối xả vào lon chị. Xong hai chị em ra nấu cơm tiếp. Tối hôm đó con tranh thủ lúc cả nhà xem phim ra oransex với chị ngoài nhà vệ sinh, lén lén lút lút sướng thật. Về sau chị mới bảo, anh rẻ nay bán hàng ngồi nhiều bụng phệ nên sinh lý kém lắm, chị thì đang cái tuổi hổ vồ nên mới hôm
Thấy mình nhìn trộm, chị cũng dạo dực trong người. Giờ thỉnh thoảng có dịp về quê, chị em lại chim chuột, nhưng cũng không dám lộ liễu vì ở quê hay vách mạch rừng. Buồn cười, có hôm đến nhà chị sửa cái tủ lạnh, tranh thủ hai chị em lại chim chuột với nhau. Đang doggy, chị thì bà hàng xóm gọi ầm ĩ, sợ vãi cả đại.